Thanh Tâm xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay là thứ sáu ngày 28 tháng 1 năm 2022 nhằm ngày 26 tháng Chạp năm Tân Sửu tại Việt Nam. Chương trình Việt Live buổi sáng hôm nay gồm có những tiết mục như sau. Mở đầu là điểm tin mạng xã hội với những tình chính. Trudeau chỉ trích chính trị gia bảo thủ về quy định chích ngừa tài xế vận tải. Tòa cọc nói bị Mỹ bắt nạt. Nhật Bản ra lệnh điều tra vụ thực tập sinh Việt Nam bị đánh gãy xương. Thanh niên 28 tuổi lừa bán vé máy bay giải cứu cho người Việt ở hải ngoại tù nhân đường tâm Nguyễn Trí Doãn bị chuyển đi trại giam gia trung cách nhà 400 km. Tù nhân đường tâm Lê Quý Lộc tố bị tra tấn trong trại An Phước bởi 11 cán bộ và một số tình đáng chú ý khác. Sau đó là các mục ý kiến cộng đồng mạng nhận vấn đề quanh ta, nhân vật sự kiện, câu chuyện việc bình luận thời sự và cuộc sống quanh ta. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết và các bài viết chọn lọc trong ngày với Thanh Tâm. Mở đầu bản tin cộng đồng mạng là phân tin liên quan đại dịch cúng Vũ Hán. Ông Trudeau, Thủ tướng Canada cáo buộc các chính trị gia bảo thủ gây hoang mang khi giấy lên lập luận rằng việc bắt buộc sử dụng vaccine cúng tàu đối với các tài xế xe vận tải xuyên biên giới làm trầm trọng thêm tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng và thúc đẩy lạm phát. Nhằm hỗ trợ cuộc chiến chống lại sự lây lan của biến thể Omicron, chính phủ Mỹ đưa ra quy định vào ngày 22 tháng Giêng, trong khi Canada bắt đầu áp dụng chính sách này vào ngày 15 tháng Giêng. Kỹ nghệ vận tải đường bộ cảnh báo rằng các biện pháp này sẽ khiến hàng ngàn tài xế phản đối bỏ nghề trong thời kỳ vốn đã thiếu hụt lao động trầm trọng trong ngành. Thủ hiến Jason Kenney, tỉnh bang Alberta kêu gọi chính phủ liên bang Hoa Kỳ và Canada tạm dừng chính sách chích ngừa vào tuần trước vào ngày thứ hai, đang trên Twitter. Trong khi đó, hàng ngàn xe tải từ khắp nơi Canada bắt đầu từ BC vào ngày Chủ nhật 23 tháng 1, lái xe về thủ đô Ottawa 29 tháng 1 để phản đối quy định bắt buộc chích ngừa khi qua lại biên giới Mỹ. Các tài xế xe tải cho biết họ không phải là phản đối chích ngừa, mà là người dân phải có quyền tự do lựa chọn chích ngừa hay không. Ước tính có khoảng 500 xe tải từ BC sẽ tham gia cuộc biểu tình trước khi tăng lên khoảng 5.000-10.000 xe tải từ khắp đất nước vào hội tụ lại Keturahua. Hàng triệu đô la đã được gây quỹ để yểm trợ tiền xăng dầu, chi phí sinh hoạt cho đoàn xe. Tiếp theo là bản tin thời sự quốc tế. Bloomberg vào ngày 24 tháng 1 đưa tin, tàu cộng cáo buộc rằng việc Hoa Thịnh Đốn đình chỉ hàng chục chuyến bay của các hãng hàng không tàu cộng là hành động bắt nạt. Vào ngày thứ Sáu 21 tháng 1, Hoa Kỳ đã ban hành các hạn chế đối với 44 chuyến bay của 4 hãng hàng không tàu, bao gồm Air China Limited, China Eastern Airlines Corporation, China Southern Airlines Co. và Asian Airlines Co. để trả đũa hành động tương tự trước đó của Bắc Kinh đối với ba hãng hàng không của Mỹ, Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ thông báo rằng việc đình chỉ sẽ bắt đầu vào ngày 30 tháng 1 áp dụng đầu tiên với chuyến bay từ LA đến hạ môn của hãng Siamen Airlines. Lệnh đình chỉ này kéo dài đến ngày 29 tháng 3. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tàu Cộng Triều Lập Kiên nói rằng Hoa Kỳ đã cố đình chỉ các chuyến bay của Tàu Cộng và làm gián đoạn hoạt động bình thường của họ và rằng hành động đó là vô trách nhiệm và không hợp lý. Giao cho biết các biện pháp của Tàu Cộng nhằm hạn chế cúng tàu Đài Lan đã có hiệu quả. Ông kêu gọi Hoa Kỳ tôn trọng khoa học và ngừng việc hạn chế giao lưu nhân dân Mỹ với nhân dân Tàu. Thưa quý vị, căng thẳng Mỹ Trung đã tiếp tục leo thang khi Bắc Kinh đặt ra các quy định khắc khe trong phòng chống dịch cúm tàu đối với các hãng hàng không Hoa Kỳ khai thác chuyến bay tới tàu cộng. Kể từ ngày 31 tháng 12, nhà chức trách tàu cộng đã đình chỉ nhiều chuyến bay của bàn hãng hàng không Mỹ, cụ thể là 20 chuyến bay của United Airlines, 10 American Airlines và 14 chuyến bay của Delta Airlines đã bị đình chỉ sau khi một số hành khách của các hãng này có kết quả dương tính với cúm tàu. Tiếp tục là tin người Việt hải ngoại, Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản vào ngày 25 tháng 1 ra lệnh cho cơ quan nhập cư điều tra hành vi xâm hại bằng bạo lực tại nơi làm việc. Đối với một thực tập sinh Việt Nam, sau khi một đoạn video ghi lại cảnh thực tập sinh này bị đồng nghiệp đánh đến gãy xương, gây xôn xao dư luận trong vài ngày qua. Truyền thông Nhật Bản cho biết thực tập sinh người Việt sang Nhật vào mùa thu năm 2019 theo chương trình thực tập sinh và làm việc tại một công ty xây dựng. Người đàn ông 41 tuổi này bắt đầu bị xâm hại bằng bạo lực khoảng một tháng sau khi bắt đầu làm việc và tình trạng này kéo dài suốt hai năm qua. Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy thực tập sinh người Việt bị đồng nghiệp đấm đá và đánh băng gậy vào đầu và vào trên cơ thể, bị dùng chổi đánh và bị la mắng vì không trả lời bằng tiếng Nhật tốt. Thực tập sinh này đã bị thương tích nhiều lần, bao gồm cả gãy răng và rách môi trong một lần bị đồng nghiệp ném thiết bị vào người, bị gãy xương sườn khi bị đồng nghiệp dùng ủng đá vào ngực. Vụ xâm hại hiện đang được cảnh sát Nhật điều tra. Trả lời báo chí sau khi vụ việc được phát hiện thực tập sinh người Việt nói với anh nói anh này không thể báo cảnh sát về việc bị xâm hại bằng bạo lực vì sợ bị trả thù. Nhật Bản đã thiết lập chương trình thực tập sinh kỹ thuật vào năm 93 nhằm mục đích chuyển giao kỹ năng cho các nước đang phát triển trong các ngành như ngư nông nghiệp, xây dựng và chế biến thực phẩm. Tuy nhiên, chương trình này đã vấp phải nhiều chỉ trích vì tạo cơ hội cho tình trạng bóc lột lao động và bị cáo buộc là vỏ bọc cho các công ty nhập khẩu lao động giá rẻ từ các nước châu Á khác. Vẫn là tình người Việt tại hải ngoại, vào ngày 25 tháng Giêng, Cục An ninh mạng và phong chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an Việt Nam đã triệt phá một đường dây lừa đảo bán vé máy bay giải cứu cho người Việt đang sinh sống ở ngoại quốc. Theo tin báo thanh niên, công an đã bắt giữ nghi càng Kim Anh Dũng, 28 tuổi, quê tỉnh Bắc Ninh, để làm rõ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan điều tra, Nghi Can Dũng khai nhận đầu năm 2020, Dũng đã tham gia vào một các nhóm riêng trên Facebook dành cho cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập làm việc tại các nước Đài Loan, Nhật, Nam Hàn, Hồng Kông, Pháp, Đức, Albania để đăng tải thông tin thường xuyên các chuyến bay giải cứu về Việt Nam để tạo niềm tin nghi can đã sử dụng hàng chục trang facebook ảo để bình luận tương tác trên các bài đăng những lời khen và dịch vụ khi có khách hàng liên lạc nghi can sử dụng như nhiêu liệu chỉnh sửa hình ảnh để gợi mẫu vé máy bay sau đó yêu cầu khách chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do nghi can cung cấp các bị hại nhận được vé máy bay giả hoàn toàn không biết mình bị lừa cho đến khi ra phi trường làm thủ tục về nước thì mới biết mình không có tên trên các chuyến bay trong khi đó, sau khi chiếm đoạt được tiền, nghi can Kim Anh Dũng đã chặn toàn bộ liên lạc với các bị hại. Nhiều người sau khi bị lừa không còn khả năng mua vé trở về nước bị mắc kẹt ở ngoại quốc. Với phương thức thủ đoạn trên, nghi can Dũng đã lừa đảo chiếm đoạt của gần 30 người với tổng số tiền khoảng 1.5 tỷ đồng. Vừa rồi là tin thế giới và người Việt tại hải ngoại. Tiếp sau đây là tin Việt Nam liên quan đến chính trị. Phiên tòa phúc thẩm năm thành viên nhóm báo sạch bắt đầu vào chiều ngày 26 tháng 1 tại tòa án thành phố Cần Thơ. Cả năm thành viên nhóm bó sạch gồm các ông Trương Châu Hữu Danh, Lê Thế Thắng, Đoàn Kiên Giang, Nguyễn Phước Trung Bảo và Nguyễn Thanh Nhã đều có đơn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm tuyên cho họ hồi tháng 10 năm ngoái. Ngoài ra còn có kháng nghị của vị kiểm sát đối với một phần bản án sơ thẩm của tòa cấp dưới theo hướng không áp dụng hình phạt bổ sung cấm hành nghề báo chí trong thời gian 3 năm đối với các ông Trương Châu Hữu Danh, Nguyễn Phước Trung Bảo, Đoàn Kiên Giang và Nguyễn Thanh Nhã. Hồi chiều ngày 28 tháng 10 năm 2021, Tòa án Nhân dân huyện Thái Lai, Cần Thơ tuyên phạt 5 nhà báo của nhóm báo sạch, tổng cộng 14 năm sau tháng tù giam, sau 2 ngày xét xử và một ngày nghị án. Những nhà báo độc lập này bị cáo buộc tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo khoản 2 điều 331 Bộ luật hình sự. Cụ thể, ông Trương Châu Hữu Danh bị tuyên 4 năm sau tháng tù, ông Đoàn Kiên Giang và Lê Thế Thắng mỗi người 3 năm tù. Ông Nguyễn Phước Trung Bảo và Nguyễn Thanh Nhã đông mức án 2 năm tù. Ngoài ra, tòa cũng phạt bổ sung cấm các nhà báo này hành nghề báo chí trong thời hạn 3 năm sau khi chấp hành án phạt tù. Thưa quý vị, trong khi đó, thì luật sư cho biết tù nhân đương tâm Nguyễn Trí Doãn vừa bị chuyển đi thi hành án tại trại giam Gia Trung, tỉnh Gia Lai, cách nhà ông ở tỉnh Cam Ranh, gần 400 km. Hôm 25 tháng Giêng, luật sư Nguyễn Văn Miễn đưa tin trên trang Facebook cá nhân về việc ông Nguyễn Trí Doãn, người đang bị cầm tù vì thể hiện quan điểm trên mạng xã hội, bị chuyển đi trại giam Gia Trung. Trại giam Gia Trung được biết tới là một trong những trại giam nổi tiếng ở Việt Nam. Một số tù nhân lương tâm như bà Trần Thị Nga, Bùi Thị Minh Hằng nói bản thân bị đối xử tệ khi thụ án ở trại giam này. Ông Nguyễn Trí Doãn quê ở Cầm Rành Khánh Hòa, ông bị kết án 7 năm tù trong một phiên tòa hình sự sơ thẩm diễn ra vào tháng 11 năm 2021 với cáo buộc phát tán tài liệu chống nhà nước. Viện kiểm sát cáo buộc ông tạo lập hai tài khoản Facebook và đăng các bài viết có nội dung bị cho là phản động, với vọn vẹn hơn 300 lượt bài tỏ cảm xúc với và gần 900 lượt bình luận. Báo Công an Nhân dân sau đó đăng tải bài viết kể tội ông Nguyễn Trí Doãn, trong đó hành vi của ông này được mô tả là chia sẻ 6 bài viết và nhiều hình ảnh tự sáng tác sưu tầm hoặc chia sẻ từ bạn bè cùng với các trang web có nội dung chống nhà nước. Ngoài ra, ông cũng bị cáo buộc đã, đã tham gia biểu tình ở Thành Hồ hồi tháng 6 năm 2018 để phản đối luật đặc khu. Dù đã từ chối quyền của luật sư bào chữa, nhưng ở phiên tòa sơ thẩm, ông Doãn vẫn bị tuyên 7 năm tù giam và theo luật sư Nguyễn Văn Miến, thì đây là một bản án không hề nhẹ. Vẫn là tin liên quan đến chính trị, tù nhân lương tâm Lê Quý Lộc tố bị tra tấn trong trại giam An Phước bởi 11 cán bộ. Theo đó, thì người thân của tù nhân lương tâm Lê Quý Lộc cho biết ông này đã bị 11 cán bộ trại tạm giam An Phước, tỉnh Bình Dương đánh đập cùng một lúc. Theo bà Trần Thanh Thủy thì sau 8 tháng trại giam hoãn cho thăm nuôi người thân do dịch cúm tàu, cuối cùng bà cũng được vào trại giam thăm chồng vào ngày 22 tháng 1 và được nghe ông này kể về việc bị tra tấn trong tù. Trong cuộc gặp, ông Lê Quý Lộc nói rằng hồi tháng 5 năm 2021, ông đã bị đánh đập cùng lúc bởi 11 cán bộ tại trại giam An Phước. Lý do là vì ông đã lên tiếng đòi hỏi quyền được ra ngoài chơi thể thao vào thứ Bảy cho những người tù chính trị. Thay vì đáp ứng đòi hỏi của ông này, thì phía cán bộ trại giam trừng phạt ban việc chuyển ông sang giam giữ ở khu vực dành cho tù hình sự. Và cũng ở đây, ông đã bị cán bộ trại giam đánh đập. Theo lời bà Thủy mô tả, thì trận đòn đã khiến mặt của ông Lê Quý Lộc bị bâm tím và sưng phù. Ông này sau đó đã tuyệt thực trong 8 ngày để phản đối việc mình bị hành hung. Một luật sư nhân quyền giấu tên vì lý do an ninh nhận xét hành vi đánh đập mà cán bộ trại giam thực hiện với tù nhân đơn tâm của Lê Quý Lộc được coi là hành vi tra tấn Ông Lê Quyết Lộc quê ở Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị bắt vào ngày 4 tháng 9 năm 2018 khi đang dự định tham gia cuộc biểu tình để phản đối dự luật đặc khu và luật an ninh mạng. Khi đang bị tạm giam để điều tra tại trại tạm giam của cơ quan an ninh điều tra thành Hồn hồi tháng 5 năm 2020, ông này cũng cho hay mình bị ngược đãi và đánh đập bởi cán bộ công an. Ông này đồng thời là thành viên của nhóm hiến pháp, một tổ chức xã hội dân sự độc lập, hoạt động nhằm cổ suý việc thực thi các quyền con người được quy định trong hiến pháp năm 2013. Chính quyền đã cáo buộc ông Lộc phạm tội phá rối an ninh, được quy định tại Điều 118 của Bộ Luật Hình Sự. Ngày 31 tháng 7 năm 2020, ông Lộc bị tòa án thành hồ xử có tội và phải nhận bản án 5 năm tù giam. Tiếp theo là tin về xã hội, ông Võ Hoàng Yên không bị khởi tố liên quan đến việc lừa đảo thông qua chữa bệnh do không có căn cứ xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự. Đó là nội dung trong thông báo của Công an Thành Hồ, được tờ pháp luật Thành Hồ loan trong ngày 6 tháng 1. Thông báo số 1676 nêu rõ không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc 5 cá nhân gồm các ông bà Nguyễn Nhật Trường, Lê Thị Dũng, Lý Thị Thanh, Phạm Thị Xuân, Phạm Hảo, ngụ tại Hà Nội tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi nhận tiền chữa bệnh, chứ không khỏi mà bệnh còn nặng hơn, thu tiền điều trị phát hiện năm 2021 tại thà Thành Hồ. Cơ quan điều tra đồng thời ghi rõ kết luận không có căn cứ vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Trước đó, công an Thành Hồ cũng đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự mà vào việc Bà Nguyễn Phương Hằng, CEO khu du lịch Đại Nam tố cáo ông Võ Hoàng Yên chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng mà bà chuyển cho ông Yên và người thân để trả nợ xây chùa làm từ thiện chữa bệnh cho người dân. Bà Hằng công tố bị nhóm ông Võ Hoàng Yên và luật sư hành hùng. Vụ việc ông Võ Hoàng Yên liên tục bị các cá nhân thư kiện lừa đảo sau khi bà Nguyễn Phương Hằng tổ chức các buổi livestream tố ông này và nhiều nghị sĩ khác ăn chặn tiền cứu trợ bà con miền Trung bị bão lũ tuy nhiên mới đây bộ công an cũng đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan việc làm từ thiện của các nghệ sĩ